Cây thông giả. Bốn cái chân. Rồi, trước hết là Ui giời ơi. Ghê quá. Ui giời ơi, nhổ quá nhổ. Nát cái hộp rồi. Sao chơi không được? Tại vì trái này nó bị đóng ra. Ờ, lát cái thì làm trong cái bịch này. Ừ. Em bỏ vô trong cái bịch này nha. Ok. Xúc cái dây thì mình gắn lên. Đó. Đây
hình nhất không được rồi. Cái trái châu này là mình tự làm luôn đó. Có cái khung tròn ở ngoài là mình mua, với lại mình cắt dán mấy cái đồ bên trong thôi. Nhưng mà cái này là tự chế nè, hàng tự chế. Cái này cũng vậy, tự làm luôn, cắt dán mấy cái hình này luôn, rồi đổ kim tuyến này nọ. Nói chung là mình tự làm hết cái này. Rất công phu. Dạ, rất công phu luôn á. Mà nó phải có cái máy cắt mới làm được mấy cái hình này nha, chứ mình không có thể nào mà vẽ tay rồi cắt được, khó đó. Cây này là như mình xài cũng 4 năm rồi. Ừ, từ lúc đi tới giờ. Nó đó, 4 năm luôn. Gắn đèn với mấy trái châu lên cái nhìn cái cây nó lung linh lên liền ha. Lung lấp lánh. Vô lấy ghế là tắt nè. Vậy là cái gia đình mình đã hoàn thành xong cây thông cho mùa Noel năm nay rồi. Bây giờ chỉ còn cần gói quà nữa là xong. Gói quà sẽ để dưới gốc cây thông như vậy nè, cho nó đẹp. Gói gia đình đi. Thì năm nay là gói chơi vậy thôi chứ không có ai tới chơi đâu. Tại vì quà đâu. Tại vì bây giờ ngày mai là shelter in place lại rồi. Ở nhà làm cây thông, gói quà chơi, ba người chơi với nhau vậy thôi. Chứ không có đi đâu hết. Bye. Run bye. Chúc mọi người có một đêm Giáng sinh thật là vui vẻ và an lành. Hẹn gặp lại ở video lần sau nha. Tạm biệt mọi người.